Đổ xô mua vé xem U23 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á 2023. Hàng nghìn người đã có mặt từ sớm tại địa điểm bán vé xem các trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á 2023. 9 giờ sáng ngày 3 tháng 9, ban tổ chức mở cửa bán vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại châu Á 2023. Tuy nhiên, do nhu cầu lớn nên nhiều người đã có mặt từ sớm để nhanh chóng lựa chọn và sở hữu những tấm vé mong muốn. Ban tổ chức cũng lường trước tình hình này nên bố trí các khu vực hàng rào xếp hàng khá khoa học. Quá trình mua vé của người dân diễn ra khá thuận lợi. Anh Nguyễn Bá Khải, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê cho biết, mặc dù 9 giờ sáng ban tổ chức mới mở bán vé, nhưng hai bố con tôi đã có mặt tại đây từ 6 giờ 30. Tôi mong rằng thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, để mang đến cho những người hâm mộ đất tổ những trận thi đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao để đáp lại tình yêu của nhân dân. Vé có 3 mệnh giá, 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng tùy theo từng vị trí khán đài khác nhau. Ban tổ chức phát hành tất cả vé của các buổi thi đấu. Một lần mua, khán giả được mua vé cho tất cả các buổi thi đấu, bao gồm 6 trận đấu diễn ra trong 3 buổi, mỗi buổi 2 trận, một vé xem được 2 trận đấu trong một buổi. Bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra trên sân vận động Phú Thọ từ ngày 6 tháng 9 đến 12 tháng 9 với sự tham dự của U23 Singapore, U23 Guam, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam. Ở trận giao quân, U23 Việt Nam gặp U23 Guam ngày 6 tháng 9. Huấn luyện viên Chaussier triệu tập 35 cầu thủ và sẽ chốt danh sách chính thức 23 người trước khi giải diễn ra. Vòng loại U23 châu Á 2024 có 11 bảng. Các đội đứng đầu bảng giành quyền vào vòng chung kết cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất. Chủ nhà Qatar đặc cách tham dự. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.